Kính thưa quý cha, thưa ủy ban hội đồng mục giáo xứ của các đoàn thể giáo xứ Phú Bình và cách riêng tất cả các thành viên của gia đình truyền thông giáo hạt Phú Thọ cũng như các ban mục vụ truyền thông của các giáo xứ toàn hạt Phú Thọ thân thương. Khi chúng ta đọc kinh Tin Kính, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình, thì chúng ta xác tín rằng muôn vật đó là con người và vạn vật, còn vô hình chính là các thiên thần. Và đã là muôn vật thì hằng hà sa số, cho nên cũng phải có các thiên thần cũng đông chẳng kém. Vì thế trong các tinh tiền tụng đó là các thiên thần vô số là như thế đó. Bằng tự chứng là trong hôm nay các thiên thần lên lên xuống xuống thấy con người thật là đông. Và trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu cũng mách bảo rằng nếu cần thì Ngài có thể sai 12 đạo binh thiên thần đến trợ giúp Ngài. Hơn thế nữa, mỗi người chúng ta đều có thiên thần bản mệnh nữa. Số đông con người và số thiên thần phải có người cai quản, cho nên phải có những vị mà chúng ta gọi là tổng lãnh bao trùm tất cả. Khi học ở tiểu trùng biên thì tôi học về lịch sử cổ đại đế quốc La Mã. Thời đó có một chế độ là triumvir, có nghĩa là chế độ tam đầu chế, ba vị đều như gọi là consul, ngày nay gọi là tổng thống, để mà điều hành đế quốc La Mã. Và ngày tôi nhớ chẳng hạn như sau biến cố 1963 có ủy ban hành pháp thư pháp vân vân, coi như cũng là tam đồng chế. Ngày hôm nay thì người ta cũng muốn trong xã hội theo một cái hệ thống là phân lập, là tam quyền phân lập tách rời ra để mà cai trị đất nước. Vậy chẳng lạ gì mà hệ thống có thiên thần, có tam đồng chế, đó là ba vị tổng lãnh như tôi nói đầu lễ. Chúng ta gọi là Michael, Raphael, Gabriel, nhưng đúng ra phải nói có tên là El. Michael, Raphael, Gabriel, El theo tiếng Do Thái tắt ra Elohim, tức là Thiên Chúa đó. Như là Emmanuel, cái em đó là Thiên Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy là các quốc gia cũng có tên gọi khác nhau, như nước Pháp gọi là Thánh Michel, còn văn hóa của Anh, của Mỹ gọi là Michael. Tôi biết được là ở bên Hoa Kỳ thì người thích thánh này lắm, nhiều người đặt tên là Michael. Có nhiều Việt Nam, Việt Kiều xong đó cũng đã đổi tên là Michael. Chắc cũng muốn ông giống như ông Michael Jackson thì phải. Nhưng mà cần hết, hơn hết là phải giống tổng thánh thiên thần Michael. Nhưng mà chúng tôi thì lại thích tổng thánh thiên thần Gabriel hơn, bởi vì nó thân thiết với đời sống của chúng ta. Nếu có thể nói tổng thánh Michael mạnh mẽ, lo về vấn đề quyền hành, cai trị, còn tổng lãnh Raphael ở chữa lành về y tế, và là người gọi là giao thông dẫn đường. Còn tổng lãnh mà chúng ta mừng hôm nay Gabriel, sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của tin học,
của truyền thông, nó bao trùm tất cả, nó vượt trên cả không gian và thời gian. Ba vị hợp tác với nhau để hỗ trợ cho sinh hoạt của đời sống con người. Nhưng hôm nay, chúng ta có một dấu nhân đặc biệt, Tổng lãnh Gabriel. Luôn luôn loan tin vui, tin mừng cho mọi người trong các biến cố sự kiện trọng đại. Thứ nhất, Ngài đã từng hiện ra với ngôn sứ Daniel để loan báo đấng cứu thế sẽ sinh ra. Thứ hai, ở trong đền thờ Jerusalem, sứ thần Gabriel đã loan báo cho ông già Zacharia là sẽ có một đứa con trong lúc tuổi già. Thứ ba là sứ thần Gabriel đã hiện ra với trinh nữ Maria để loan báo mẹ sinh ra đấng cứu thế. Và không quên lần thứ bốn, lần thứ năm, phải nói là hai lần là sứ thần hiện ra với thánh cả Giuse để báo tin, tin buồn cũng như là tin vui cho cộng đoàn, đặc biệt là sứ thần Gabriel có một cái tin vui đặc biệt, tin trọng đại cho toàn dân, đó là truyền tin Đức Mẹ Maria. Đến nỗi mà y sĩ công giáo Hảo Hoa An Mặc Tử đã ghi sự kiện này với những vần thơ rất là tuyệt vời. Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho thánh nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn loài. Án thơ thật tuyệt vời, đọc đi đọc lại chúng ta cảm mà rộn lên cái niềm vui, bởi vì làm cho muôn vị tinh tú xôn xao và loài người đều phấn khởi mừng vui vì một cái tin vui. Nói cách khác là tổng lãnh thân thần Gabriel luôn luôn đem tin vui, tin vui đấng cứu thế sắp sinh ra. Có thể nói như vậy, có khi thì pha trộn là một cái cảnh báo, nhưng mà qua cảnh báo tin vui, tức là với thánh Giuse sau đó tin vui lại được trở về. Ban truyền thông thì như Đức Hồng Y John Sita từng nói là đem tin vui, tin mừng chứ không phải đem tin tức. Và việc này Ủy ban truyền thông của Giáo hội Phúc Thọ chúng ta đã làm. Chính con người khi đến và phục vụ cũng đem cái niềm vui rồi. Và những cái tin đem đến để cho chúng ta được cập nhật những sinh hoạt giáo sứ, giáo hạt, giáo phận chúng ta. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong thế giới bùng nổ thông tin, và ai nắm được thông tin, tin học có thể nói là nắm được cả thế giới. Vì thế mà chúng ta phải cầu khẩn thánh bổn mạng Gabriel chúng ta để biết là loan báo tin mừng bằng mục vụ truyền thông. Việc này chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng luôn nhắc nhở chúng ta qua kinh truyền tin. Ta biết rằng là cứ 12 giờ trưa, chuông thánh đường của đền thánh Phêrô đổ được liên hồi, thì kinh truyền tin được tương đọc. Thế rồi tất cả giáo dân trong công trường đều đứng lên đọc kinh truyền tin. Và tôi nhớ ngày xưa còn bé,
ở miền quê, ước mỗi khi mà 12 giờ trưa chuông nhà thờ đổ vang thì mọi người đồng áng hay ở tư gia đều hướng về nhà thờ đứng lên để cùng đọc kinh truyền tin. Với đền thánh Phêrô hết sức là đặc biệt, bởi vì chính Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với cộng đoàn để loan báo rằng là Đấng Cứu Thế đến với con người, đổi mới cuộc sống của con người chúng ta. Bây giờ các thành viên của ban truyền thông Giọt Phú Thọ chúng ta cũng vậy. Làm sao khi đọc kinh truyền tin thì nhắc nhớ cái sứ vụ của mình phải loan báo cho người khác. Làm sao để cho người ta biết Chúa, yêu mến Chúa? Làm sao để người ta biết đã đi ra theo lệnh của Đức Thánh Cha là từ bỏ tháp ngà thân quen để tới những vùng ven biên, ngoài biên, loan báo tin mừng? Loan báo tin mừng là một điều hết sức quan trọng, bởi vì phúc âm của chúng ta, lời Chúa của chúng ta mang dáng dấp là tin mừng, tin vui. Ước mong là qua buổi lễ hôm nay thì chúng ta thêm tinh thần phấn khởi để rồi làm cái công việc mà giáo hội giao cho, loan báo tin mừng bằng các cái phương tiện mass media, truyền thông xã hội. Ta phải tận dụng, nếu không chúng ta sẽ đi sau thế giới. Chúng ta phải bắt kịp và phải vượt qua, phải dùng các phương tiện này để cho mọi người Công giáo chúng ta được biết Chúa, yêu mến Chúa, biết anh em của mình, nhận ra lòng thương xót và lòng thương yêu của Chúa đối với mọi người. Xin Chúa chúc lành cho những việc tốt đẹp mà các thành viên của ban truyền thông Giáo Hoạt Phúc Thọ Tân Phương. Amen.